vị khán giả đang theo dõi chương trình Lắng Nghe Hạnh Phúc. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trên kênh HTV9. Quý vị thân mến, thật là tuyệt vời nếu như mà trong cuộc đời này chúng ta có một người bạn thân để cùng đi với nhau một cái quãng đường dài, cùng chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Tuy nhiên, có những cặp bạn thân cũng rất là đáng tiếc vì một cái lý do nào đó mà họ nghỉ chơi với nhau. Và rồi, mà không chỉ nghỉ chơi mà họ còn ôm cái mối thù dai nữa. Dù nhiều năm trôi qua họ vẫn không thể nào mà làm lành được với nhau. Và trong cái trường hợp này thì những người trong cuộc sẽ phải xử lý như thế nào? Chúng ta sẽ cùng bàn luận về chủ đề này cùng với tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân. Xin chào anh ạ. Xin chào Hoài Hương và rất vui được trò chuyện cùng quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bây giờ Hoài Hương xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi tiểu phẩm của chương trình hôm nay. Linh, tôi hỏi thăm hoài à, giờ mới biết nhà bà ở đây, tôi tới thăm bà nè. Ờ, dạo này bà khỏe không? Thấy người ta quét, dọn dẹp nhà cửa là biết khỏe rồi, còn hỏi dư thường chi vậy? Ủa, mà bữa nay cơn gió nào đưa rồng đến nhà tôm vậy hả? Mà tôi nhắc cho bà nhớ nha, nhà tôi á, không có sang trọng như cái biệt thự của bà. Bà bước vô đây không có tiện đâu, đi về đi. Tôi tới đây á, là có chuyện muốn nói với bà. Có chuyện muốn nói với tôi? Nhưng mà tôi lại không có chuyện muốn nói với bà. Và càng không muốn nghe bà nói chuyện. Bà đi về đi. Thôi mà, bà lại cái để gì? Cái gì vậy? Thì nghe tôi nói chuyện đi, ngồi xuống đi nè. Ê, nhà này là nhà của tôi nha. Tôi nhắc lại cho bà nhớ, nhà này là nhà của tôi. Đồ của người ta mà bà cứ nghĩ là đồ của bà không à? Thôi mà, sao bà cứ thích mỉa mai tôi vậy? Bao nhiêu năm rồi, bộ bà không quên được chuyện cũ hả? Dù gì á, tôi với bà cũng là bạn thân mà. Cái gì? Bà mới nói gì? Bạn thân? Trời ơi, bây giờ bà dám thốt ra hai cái chữ bạn thân nó luôn hả? Trời ơi, tôi nói thiệt với bà, từ xưa đến giờ tôi chưa thấy một người bạn thân nào tốt như bà hết trơn á. Bạn thân mà dám đi cướp người yêu của bạn mình, rồi đám cưới, rồi hai đứa lại sống hạnh phúc với nhau. Bạn thân gì kỳ vậy hả bà Linh? Không phải như vậy đâu. Hồi đó thật sự là tôi đâu có biết bà yêu ông Duy đâu. Bạn thân mà không biết tôi yêu ai thì bà có bao giờ kể cho tôi nghe đâu mà tôi biết. Rồi hả, cái ổng tỏ tình với tôi, xong rồi tôi mới biết. Mà bà cũng biết rồi đó, tình yêu thì đâu thể nào cưỡng cầu được. Bà có thể nào bỏ qua đi chuyện đó được không vậy? Tôi không bao giờ bỏ qua được cái chuyện đó. Bà biết không, cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian đau khổ nhất của tôi luôn á. Tôi không thể nào tin được là cái người bạn thân nhất của mình và cái người mình thích nhất, hai người lại chơi tôi một cú quá đau như vậy. Nếu như bà nằm trong cái tình cảnh của tôi, bà sẽ làm như thế nào? Nhưng mà bây giờ tôi với bà đều có hạnh phúc riêng của mình rồi. Bà bỏ qua chuyện cũ đi, chuyện đó đâu có đáng đâu. Sao mà không đáng? Tôi nói cho bà biết, tôi nhắc lại cho bà một lần nữa, không bao giờ tôi tha thứ cho bà. Và quan trọng là ở đâu có bà, không có tôi. Không bao giờ tôi với bà đội trời chung với nhau. Mời bà về. Bà đừng có như vậy nữa được không vậy? Bây giờ bà không đi đúng không? Nhưng mà tôi có chuyện muốn nói. Tôi đi. À, bà Linh, bà Linh. Em thấy đồng hồ của anh đâu không? Mới tháo ra sao mất tiêu rồi ta? Em gì? Ủa, sao em chưa thay đồ nữa? Thay nhanh đi, qua bên Duy nữa, để nó chờ. Thôi em không đi đâu, anh thích thì anh đi mình đi. Em cứ vậy hoài à, cứ làm khó anh không à. Lần nào qua Duy em cũng chịu đi hết á. Em ngại hả? Nhưng mà có hơn mà em ngại gì? Thôi đi, anh đừng nhắc tên của cái cô đó nữa. Em không có thích đâu. Tại vì có hơn nên em không đi đó. Dù gì nữa, hai người là bạn thân mà. Thân lắm, thân ai nấy lo đó. Bạn thân gì mà đi giật người yêu của bạn mình, rồi hai người đám cưới, rồi sống hạnh phúc với nhau, rồi bây giờ mở tiệc ra còn mời hai vợ chồng mình đi nữa. Trời ơi, đó giờ em mới gặp luôn á nha. Bạn thân gì mà kỳ quá không biết. À, thì ra bây giờ anh mới hiểu. Hiểu gì? Em còn dương chứng tình cũ đúng không? Đâu có. Tại vì em tức là tại vì họ là bạn của em mà, tại sao họ yêu nhau không nói với em thôi, chứ không phải là em còn tình cũ dương vấn gì hết trơn á. Hèn gì lần nào có mặt của Hân á, em cũng tránh mặt hết á. Thì tại em không thích.
em có chắc với anh là em không còn dương vấn tình cũ không? Sao anh lại nghĩ như vậy? Làm sao mà em còn dương vấn tình cũ được? Em chỉ tức là hai người đó là bạn thân của em, mà tại sao yêu nhau lại không nói cho em biết thôi, chứ không phải là em còn thương nhớ gì Duy hết trơn á. Vậy đừng sao mà em dựng dai quá vậy? Thì tại vì anh hiểu không, người bạn thân của mình, cái người mà mình chơi thân nhất, lại yêu cái người yêu của mình, anh hiểu không? Thì em nói anh cũng không có hiểu được đâu, nhưng mà em nói rồi. Bây giờ em chỉ có một mình anh thôi, em không còn thương Duy nữa. Được, vậy thì em đi ăn tiệc với anh đi, anh mới tin. Em đã nói rồi mà, có chết em cũng không đi đâu. Em còn dựng dai như vậy á, có nghĩa là em còn dương nhớ tình cũ á. Không có. Vậy em có đi với anh không? Không. Em không đi đúng không? Ừ. Anh đi một mình. Em muốn làm gì em làm đi. Anh! À, chúng ta thấy rằng là trong cái câu chuyện này thì cái cô A nghỉ chơi với cô B với lý do là hồi đó cô B đã lấy cái anh chàng mà cô A thích. Nhưng mà cô B cũng giải thích là cô không có biết cái điều này. Nhưng mà cái cô A này cứ cương quyết là không có chịu như vậy. Và dù đã nhiều năm trôi qua nhưng mà cô A vẫn không có chịu làm lành và ôm cái mối thù dai này. Đây là một cái trường hợp mà đúng là người ta gọi là từ thù dai là đúng luôn á. Chứ Hoài Hương thấy là trong cuộc sống thậm chí có những người có lỗi với mình rõ ràng luôn, nhưng mà rồi thời gian trôi qua cái lòng mình cũng nguôi ngoai và mình bỏ qua. Nhưng mà tại sao có những người lại có cái tâm lý thù dai như vậy ạ? Ước gì ai cũng được như Hoài Hương, chắc là cuộc sống nó sẽ nhẹ nhàng dữ lắm luôn á. Mình cứ hồn nhiên thì đời sẽ bình yên mà. À, đúng rồi. Và trong trường hợp này thì chúng ta thấy rằng là xuất phát điểm của nó là một sự hiểu lầm, Hoài Hương và quý vị thấy không? Tại vì tự nhiên bạn thân với nhau mà một trong hai lại cướp mất cái anh chàng mà mình đang thích thì hẳn là nỗi đau và cái sự tổn thương nó ghê gớm lắm. Nhưng mà sự thật thì nó không phải như vậy. Có điều là cái sự tổn thương và cái suy nghĩ rằng là chính bản thân của mình lại là người cướp mất người mình yêu chắc là nó khắc quá sâu trong cái trường hợp của A này rồi. Nên thành ra rằng là cho dù có giải thích như thế nào đi chăng nữa, thời gian có qua đi chăng nữa thì cũng không có chấp nhận điều đó. Và thành ra là cứ ôm cho mình một cái mối hận để mà bây giờ dẫn đến tình trạng là không có nhìn mặt nhau luôn. Thì quả thật rằng cái cách ứng xử của mỗi người thì sẽ là khác nhau. Có những người sẽ nhìn nhận về những cái điều mà người khác phạm lỗi với mình một cách rất là nhẹ nhàng, giống Hoài Hương chẳng hạn. Nhưng có một số người thì lại nghĩ rằng là không được, tức là thù là phải trả. Mà khi nào chưa trả được thì cảm thấy là chưa có thanh thản, chưa có yên tâm. Do vậy thì họ cứ canh cánh trong lòng rằng là người khác phạm lỗi với mình, rồi mình phải có lúc cái cơ hội nào đó để trả thù lại cho nó bỏ tức, cho nó hạ giận. Mà cuối cùng thì rõ ràng là không biết là trả thù được hay không, không biết là cái người kia như thế nào. Nhưng mà cùng với thời gian thì cái nỗi hận đó, cái sự tức giận nó cứ theo mình, là mình là người chịu hậu quả đầu tiên rồi đó. Nữ thì sẽ bớt đẹp đi nè, bớt trẻ đi nè, nam cũng vậy luôn. Thế thì cuối cùng là mình ôm một cái mối thù trong lòng, và cái người kia thì chưa bị gì hết trơn, mà cuối cùng mình lại là chịu trước rồi đó. Đúng rồi, và chúng ta bây giờ mình phân tích tí xíu đi. Trong cái câu chuyện này có ba nhân vật, cô A, cô B nè, là hai cô bạn thân, với lại cái anh mà chồng của cô B á, tức là cái người mà cô A yêu, là chúng ta thấy rằng mà ảnh mới chính là cái nguyên nhân chính dẫn đến cái mối thù của hai cô này nè. Thì là Hoài Hương thấy là một phần tại sao mà cô A cổ thù dai như vậy có thể đến từ cái bản tính của cổ là một người cố chấp, tức là không thể nào bỏ qua cái sự việc giống như anh vừa chia sẻ. Thứ hai cũng có thể là biết đâu cổ còn yêu cái anh chồng kia thì sao. Và trong cái trường hợp này, cái người mà đầu não mặc dù là không có cố ý nhưng mà gây ra cái mối thù này là cái anh chồng của cô B, có nên đứng ra để mà hòa giải hay không? Bây giờ cũng khó, tại vì nói giờ nói làm sao, rồi không nói thì cũng không được luôn. Đó, tại vì bây giờ khó quá. Trong khi rõ ràng là cái cô B này cổ không có lỗi, và cổ cũng đã giải thích rõ là hồi đó cổ không hề biết là cô A yêu anh chồng của cổ, mà cái cô A thì cổ cứ không chịu. Mà bản thân anh chồng này cũng không có lỗi gì, tại vì anh cũng đâu biết cái cô kia yêu mình, mà cô ảnh yêu ai đó là quyền của cổ ảnh, đúng không ạ? Nhưng mà cái vấn đề là chúng ta tiếc nuối ở đây là tiếc nuối một cái tình bạn mà cho dù họ không có thể nào quay trở lại là bạn thân thì vẫn có thể là bạn bình thường, nhưng mà cô A này cũng không có chịu. Trong trường hợp này cái anh chồng nó cũng là một tác nhân rất là quan trọng để hy vọng rằng là mình hàn gắn cái mối quan hệ này đó, Hoài Hương và quý vị. Giả sử bây giờ là anh chồng có thể gặp riêng cô A đi,
để tâm sự, để trò chuyện. Tại bây giờ thì dù sao là đâu cũng vào đó hết rồi, tức là cũng có gia đình cả rồi, nhưng mà nói chuyện như những người trưởng thành với nhau để chia sẻ thôi. Cũng có thể là ôn lại câu chuyện quá khứ một chút xíu, và anh cũng giải thích lý do là thực ra ngày xưa không phải là cô bé cua anh đâu, mà chính anh là người chủ động thích và tấn công cô bé kìa, nên là cuối cùng là ở anh chứ không phải là do cô bé. Tức là có thể là một cái sự thanh minh nào đó để cho cô A hiểu được rằng là thực ra là bạn mình không phải là giành giật người yêu của mình đâu, mà yếu tố tình cảm mà thì nó rất là tự nhiên, đôi khi mình muốn cũng không được, mà nhiều khi không cái mong tự nhiên cái nó đến. Và sẽ gửi đến một thông điệp cho cô A, đó là ở bây giờ thì mọi chuyện cũng đã xong hết rồi, và cái quan trọng là cái mối quan hệ tình cảm bạn bè, nếu như mà muốn giữ thì hiểu và nhận thức được cái điều đó, và có thể là cô A và cô B sẽ có thể quay lại trở lại là chơi với nhau như những người bạn thân ngày xưa. Còn trường hợp mà khi mà người chồng đã giải thích rồi mà cô A vẫn không có chấp nhận đó thì quả thật là đáng tiếc, nhưng cũng sẽ không có cách nào khác hay hơn, bởi vì rõ ràng là cô A đã xác định cho mình một cái tâm thế rằng là luôn luôn là cái ranh giới của một người là kẻ thù rồi, mà đã gọi là kẻ thù thì rất là khó, nên là cố gắng rồi mà vẫn không chấp nhận, thì cuối cùng là chúng ta có lẽ cũng sẽ phải chấp nhận cái tình trạng hiện tại, đó là cô A không có nhìn nhận đúng về cô B và không có muốn một cái mối quan hệ bạn bè nữa. Còn riêng về phía cô B thì trong cái tình huống này, theo Hội Hương thấy là cổ vẫn rất là trân trọng cái tình bạn này và cổ đang cố gắng để hàn gắn lại. Nhưng mà theo như chuyên gia chia sẻ đó, nếu mà trong cái trường hợp cuối cùng mình giải thích hết cỡ rồi, mình làm hết mọi thứ mà cô A vẫn không hiểu và không chấp nhận, thì có lẽ cái lời khuyên cho cô B là phải chấp nhận rằng là mình mất đi cái tình bạn này thôi, đúng không ạ? Đúng rồi, tại vì trong các mối quan hệ nào cũng vậy thôi, chúng nó sẽ phải luôn luôn đến từ hai phía. Bạn bè cũng vậy, khi mà có sự tôn trọng, có sự thấu hiểu với nhau thì mới có thể là đồng hành cùng nhau được. Trong trường hợp mà chỉ có một phía vẫn luôn luôn muốn níu kéo và níu giữ cái tình bạn đó, nhưng bên kia thì lại chối bỏ, thì chắc chắn cái mối quan hệ đó nó sẽ không thể nào là bạn bè được rồi. Và nếu như chúng ta đã thật sự nỗ lực rồi mà chúng ta không có đạt được kết quả như ý, thì cũng sẽ chấp nhận một điều rằng là đó có thể chỉ là một người bạn trong một cái giai đoạn nhất định thôi, chứ không phải là người bạn cả cuộc đời. Và bạn bè mà, thì chúng ta cũng sẽ có những cái người khác có thể hiểu, có thể chia sẻ được với chúng ta. Vấn đề là chúng ta biết mở lòng ra để chúng ta đón nhận những cơ hội và tìm kiếm các mối quan hệ khác mà thôi. Dạ vâng ạ, nhưng mà có lẽ là quý vị khán giả cũng như là bản thân Hoài Hương, khi mà nghe cái câu chuyện này thì chúng ta đều có một cái chữ ở trong lòng, đó là chữ tiếc. Vâng ạ, rất là tiếc nếu như mà chúng ta đã có một cái người bạn thân thấu hiểu mình và yêu thương nhau, mà vì một cái lý do mà lại còn là vì tình cảm, vì một người đàn ông mà để mất đi cái tình bạn đó thì quả thật là không đáng. Tất nhiên cái lời khuyên chúng tôi dành cho quý vị vẫn là bất kỳ mối quan hệ nào nên xuất phát từ sự chân thành, và khi có sự hiểu lầm thì chúng ta nên là những người chủ động để mà giải quyết cái sự hiểu lầm đó. Tuy nhiên trong trường hợp mà chúng ta đã làm hết sức nhưng mà vẫn không thể níu giữ được thì có lẽ là chúng ta nên chấp nhận để cuộc sống của cả hai bên đều cảm thấy thoải mái. Xin được cảm ơn tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân về những chia sẻ cũng rất là hữu ích và thú vị trong chương trình ngày hôm nay ạ. Rất là cảm ơn Hoài Hương, và chắc chắn rằng là mỗi quý vị đều sẽ cảm nhận một điều là sự hằn thù chưa bao giờ đem lại giá trị tích cực cho chúng ta trong cuộc sống. Hãy sử dụng cái sự bao dung của mình để ứng xử với người khác, khi ấy thì mọi mâu thuẫn, mọi sinh mệnh có thể qua rất là nhanh. Chúng ta có thể kết nối khi tha thứ cho người khác, tức là chúng ta cũng tạo cho mình những cái cơ hội để mình thanh thản và thoải mái hơn. Và ngược lại, nếu cứ ôm trong mình những cái sự ghét bỏ, sự hằn thù thì chắc chắn rằng là trong cái tâm hồn của chúng ta không thể nào thanh thản được. Chúng ta sẽ không lắng nghe được tiếng nói của con tim, và hạnh phúc khi đó sẽ là một điều xa vời, phải không quý vị? Vâng ạ, và đó cũng chính là những thông điệp mà chương trình Lắng Nghe Hạnh Phúc ngày hôm nay muốn gửi đến quý vị khán giả. Xin được mến chúc quý vị sẽ có một ngày tràn đầy năng lượng và nhiều niềm vui. Bây giờ thì chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.